Hai nguồn tin của Reuters cho biết vụ nổ xảy ra gần làng Safra, nằm cách Kirkuk khoảng 30 km về phía tây nam, đồng thời cho biết thêm rằng hai cảnh sát khác đã bị thương nặng. Trong một tuyên bố sau đó, văn phòng của Thủ tướng Iraq Mohammed Zia al-Sudani cho biết ông al-Sudani đã ra lệnh truy lùng các phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công, đồng thời cử chỉ huy cảnh sát liên bang đến khu vực để điều tra thêm. Cảnh sát Iraq cho biết các tay súng IS đã tham gia vào vụ tấn công, đặt bom bên đường để nhắm vào lực lượng cảnh sát đang tuần tra khu vực. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng đây là khu vực hoạt động của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Vào cuối năm 2017, Iraq tuyên bố đã chiến thắng IS, tổ chức từng kiểm soát nhiều vùng đất rộng lớn tại quốc gia này. Bất chấp sự thất bại của IS vào năm 2017, tàn dư của tổ chức khủng bố này đã lẩn trốn tại các trung tâm đô thị, sa mạc và những khu vực hiểm trở, thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.